Smurfs. Ôi, chúng ta sẽ thành cái gì đây? Mẹ e là tất cả chúng ta sẽ phải đi ăn xin hoặc là chết đói. Ai tới giờ này vậy ta? Ai đó? Không có ai sao? Ồ, cái gì vậy? Ồ, trái cây và rau quả. Ồ, vậy là chúng ta được cứu rồi các con ơi. Mình thích làm cho mọi người trở nên hạnh phúc, và giờ mình cần phải tìm một việc tốt khác để làm mới được. Các tiết của ta ngày mai sẽ diễn ra lễ hội sung túc đó. Đó là lễ hội như mà các con thích đã nhất. Biết vào mỗi năm chúng ta đều tổ chức lễ hội này, và mỗi tí sẽ xì trung một thức ăn mà mình xì trung nhất để xì trung cho các tí khác. Mình thấy hào hứng quá, các cậu định mang món gì tới vậy hả? Mình mang bánh dưa leo, bánh kem cầu vồng. Quả mọng xì trung bất ngờ. Còn cậu mang gì tới lễ hội vậy tí tham ăn? Rồi cậu sẽ biết thôi. Còn bây giờ mình phải đi vào rừng để tìm nguyên liệu bí mật đây. Xì trâm sao ha? Thật là đáng trách. Ai để quên giỏ ở đây vậy? Không biết là của ai đây ta? Chú cha ơi, có lẽ mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Có người đang tới. Chắc chắn là bánh xì trâm dưa chua của mình sẽ thành công lắm đây. Hãy giúp tôi. Ủa, ai nói vậy? Là tôi. Cô là ai? Tôi là Gunida, một vị tiên tốt. Có vẻ như cô bị mắc bẫy của lão gà mình xấu xa rồi. Tôi sẽ xì trâm cô xuống trong tích tắc. Xong rồi. Ôi trời ơi, cậu có sao không vậy? Tôi không sao. Cậu thật là tốt bụng, anh bạn nhỏ à. Tôi sẽ cho cậu một điều ước. Một điều ước hả? Thật là xì trâm. Khả năng của tôi là giúp những người đang đói. Thật sao? Tôi cũng vậy. Đặc biệt khi người đói là tôi. Một chút gì đó để ăn được không? Đây nè. Hả? Cái này đúng là có một chút gì đó thiệt. Nhưng nó là gì ạ? Nó là giạt cháo thần kỳ. Bất cứ khi nào cậu đói bụng, cậu chỉ cần nói một câu đơn giản như vậy. Hỡi giạt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo, ngon và nóng. Và sau đó cái giạc sẽ làm ra cháo đủ cho cậu ăn đó. Mùi vị ngon quá. Chắc chắn rồi, vì đó là công thức gia truyền mà. Và khi cậu đã ăn đủ rồi, cậu chỉ cần nói rằng hỡi giạc cháo thần kỳ bé nhỏ, xin dừng lại, cảm ơn rất nhiều, và nó sẽ dừng lại. Thì trông ơi, các tí sẽ rất ngạc nhiên đây. Hey, bình hoa xì trung này đáng yêu thật đó tí cô nương à. Con cảm ơn ngài tí vua. Nè các tí ơi, lại đây coi mình có gì nè. Là cái gì vậy? Nó được gọi là vạt cháo thần kỳ. Nó là vạt cháo thần kỳ hả? Ủa nhìn nè, hỏi vạt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo ngon và nóng đi. Wow, cái này mới tuyệt vời làm sao. Xì trung nữa. Cậu lấy nó ở đâu vậy tí tham ăn? À, một vị tiên tốt đã cho mình. Các cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Còn mình phải nướng bánh cho ngày mai nữa. Ngon quá đi mất. À, vào đi. Cái giạc cháo thần kỳ của cậu đúng là rất xì trâm, nhưng mà nó đang phá rối sự chuẩn bị của mọi người cho ngày mai á. Xin lỗi nha tí cô nương, cậu có thể để ở đây. Món ăn tuyệt hảo, cho mình một miếng nữa đi. Mình nữa. Mình sẽ không thể chuẩn bị được cho ngày mai rồi. Bận rộn ghê. Mình đã phục vụ quá nhiều cháo, mình cứ nghĩ là không làm kịp bánh vô chua nữa chứ. Mình chỉ vô tình đi ngang qua đây, và mình tự hỏi là không biết cậu có thể cho mình. Không, không có cháo chiếc gì hết. Ngày mai tới đi nha. Mình không biết cậu ấy bị cái gì nữa. Mình chỉ muốn xin cậu ấy một ít cháo để ăn thôi. Mà sao cậu ấy lại nổi giận với mình như vậy kia chứ. Mà thôi kệ đi. Sau chuyện này, mình hứa sẽ không bao giờ quan tâm tới tí tham ăn ích kỷ, từ chối cho mình một ít cháo hồng thơm ngon đó nữa đâu. Tất nhiên là ngài Tí Du vẫn luôn nói rằng
Chúng ta nên xì trâm và phải xì trâm cho đúng. Nhưng điều đó có nghĩa gì với tên tí thâm ăn kia chứ? Ồ không. Được rồi, nếu mình được sở hữu cái vạt thần kỳ đó thì chắc chắn là mình sẽ sẵn sàng cung cấp cho các xì trâm trong làng những phần ăn đầy đủ và hợp lý nhất. Ờ ha. Dĩ nhiên rồi. Sao mình không nghĩ ra kia chứ? Nếu vậy á, mình sẽ giúp cậu ấy chuyện này. Dù sao thì cậu ấy vẫn chưa đủ chín chắn để có thể chịu trách nhiệm với một cái vạt cháo thần kỳ như vậy. Làm thế này sẽ tốt hơn cho các tí, đặc biệt là cho mình. À, nó đây rồi. Để coi, để coi, nó hoạt động thế nào đây? Có phải... không. À, phải, mình nhớ rồi. Hỡi giặt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta một ít cháo ngon và nóng. Một xì trâm không thể nào vui vẻ đón lễ xuân tốt với cái bụng đói được. Hỡi giặt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta một ít cháo ngon và nóng đi. À, chuyện gì vậy? Mày có nghe ta nói không? Ta nói, hỡi giặt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo ngon và nóng đi. Ủa, hình như có gì không ổn, coi thử coi. Á, à, bị kẹt, cứu tôi. Nè, ai, có xì trâm nào xì trâm mình ra khỏi đây không? Từ lúc tiên tốt cho mình cái vạt này, không có chuyện gì là suôn sẻ. À! Con, con. Không biết là bao lâu rồi mình mới có thể ăn một bữa ngon như vậy. Thật ra thì mình có thể ăn thêm một chút nữa mà. Ờ, nhưng mà đủ rồi. Giặt cháu ơi, không ăn nữa, cảm ơn. Ta nói đủ rồi mà. Ô không, làm cách nào ngưng nó lại đây ta? Ô. Ơ. Ô. Ô không. À. Làm ơn, giặt cháu bé nhỏ dễ thương ơi, làm ơn dừng lại đi. À. Anh Tí Du ơi, cứu con. Tí Du ơi. Ủa Tí Cận, chuyện gì vậy? Sao người con lại xì trâm đầy cháo như vậy chứ? Thật là kinh khủng, thật là kinh khủng. Cái giặt cháo thần kỳ đã tràn ra và con đã thử mọi cách rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm Tí Thâm ăn. Cậu ấy là người duy nhất có thể ngăn nó lại. Ôi xì trâm ơi, nghiêm trọng rồi đây. Cứu, Tí Du ơi cứu. Mình ghét cháo màu hồng. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Chúng ta phải xì trâm khỏi ngôi làng ngay lập tức. Tí Cận, con qua chỗ bé xì trâm coi thử đi. Dạ thưa Tí Vua. Ồ không, ghi chép của mình chúng sẽ hư hết. Tí Phá ơi, cậu đi tìm bé xì trâm giùm mình nha. Mình phải cứu ghi chép của mình. Tí Hòa Sĩ, tìm bé xì trâm đây. Mình phải cứu những bất ngờ của mình. Tí Dục Về, mình phải cứu những tuyệt tác vĩ đại này. Cậu đi tìm bé Tí Tì Tì đi. Ờ, được thôi. Ờ, nhưng bé Tí Tì Tì là ai vậy? Chuyện này thật là kinh khủng. Có xì trâm nào biết tại sao lại xì trâm ra chuyện này hay không? À, thì con chỉ đang thử nghiệm một chút với cái vạt. Tí Vua ơi, bé xì trâm đâu rồi? Tí Cận, ta đã bảo con đi tìm bé xì trâm rồi. Dạ đúng rồi, nhưng con đã nhờ Tí Phá làm. Con đã nhờ Tí Hòa Sĩ rồi mà. Con nhờ Tí Dũng vậy. Bé Tí Tì Tì đâu rồi? À, đó là ai? À, mình hiểu rồi, ý cậu là bé xì trâm hả? Chúng ta nhất định phải tìm được bé xì trâm. Ôi, nhìn kìa. Bé xì trâm. Ôi no. Bé xì trâm. Đó là lỗi của mình. Bé xì trâm kìa. Để bé xì trâm xuống. Đây rồi, sao em trèo lên đó được vậy? Các tí của ta, chúng ta phải xì trâm Tí Thâm ăn. Cậu ấy là người duy nhất có thể xì trâm việc này lại. Tí Phá, Tí Nhạc Sĩ, Tí Cô Nương. Dạ thưa Tí Vô. Hãy đi xì trâm Tí Thâm ăn. Ta và các tí còn lại sẽ xì trâm đống cháo này. Nào các tí, mau lấy sẻng. Cứu tôi. Cứu tôi vậy. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Xì trâm ơi, cảm ơn con nhiều. Ôi hay quá, cậu chính là xì trâm mà tôi đang tìm kiếm đó. Tôi hả? Sao vậy? Vì ở bên kia khu rừng
tôi đã tìm thấy một trại mồ côi, trong đó toàn là những trẻ em đói bụng. Và tôi tự hỏi không biết cậu có thể trả lại cái giạt cháo thần kỳ để tôi giúp chúng được không? Tôi rất sẵn lòng trả lại, nhưng mà nó không còn hoạt động nữa. Nhưng đây đâu phải là cái giạt tôi đã cho cậu. Ừ, tí thèm ăn, mau tới đây. Cái giạt thần kỳ của cậu làm cả làng ngập trong biển cháo kia kìa. Ờ, nhanh lên. Ôi, xì trâm. Ê, cái giạt ở trong nhà tiếp cận. Nào, tí tham ăn. Hỏi giạt cháo thần kỳ bé nhỏ, xin hãy ngừng lại. Cảm ơn rất nhiều. Ồ, nó ngừng rồi. Xin lỗi vì những rắc rối mà cái giạc đã gây ra, nhưng tôi chắc là nó sẽ mang lại niềm vui cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. Chúng ta đều biết là chắc chắn chúng sẽ rất vui. Cảm ơn các xì trâm. Và trại trẻ mồ côi cũng muốn cảm ơn. Còn giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Ôi, Tí Du ơi, vậy là lễ hội sung túc tiêu tùng rồi. Nhưng ít ra chúng ta cũng sung túc về cháo mà. Ừ, tất cả là nhờ Tí Cận á. Mình nhớ ra là bây giờ mình có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải về nhà và thực hiện nó ngay lập tức. Nếu không thì Tí Cận, việc con ăn cắp cái giạc của Tí Tham Ăn là một hành động sai trái. Con không nên bắt đầu một việc gì đó mà không biết cách kết thúc. Con xin lỗi thưa Tí Du ạ. Nào, giờ con hãy dọn dẹp thứ mà con đã gây ra đi. Nhưng Tí Du ơi, con không thể làm chuyện đó một con mình. Con tranh cãi. Để mình giúp cậu nha Tí Cận. Dù sao thì sáng giờ cũng chưa ăn gì hết. À, tiếng chim cúc cu đầu tiên của mùa xuân. Các con có biết nó có ý nghĩa là gì không? Nào các Tí, ngày hôm nay chính là ngày chúng ta tổ chức lễ hội mùa xuân với nhảy múa, âm nhạc và thơ ca. Tí thi sĩ, công việc của con ngày hôm nay đóng một vai trò rất quan trọng trong buổi lễ. Và theo như truyền thống của tổ tiên sĩ trung, con phải sĩ trung một bài thơ thật sĩ trung cho mùa xuân. Sau đó con sẽ đọc nó trước khi mặt trời sĩ trung. Cứ tin tưởng con Tí Vua, chắc chắn nó sẽ là bài thơ tuyệt vời nhất mà con từng sĩ trung luôn á. Thành công rồi mèo Ara, chắc chắn nó sẽ trở thành loại thuốc mạnh nhất mà ta từng bào chế. Ta nghĩ sẽ gọi nó là sự im lặng ngọt ngào. Tất cả những gì mà ta cần bây giờ là một nạn nhân. Hả? Được rồi, sự im lặng ngọt ngào hiệu quả rồi. Âu, giờ ta phải đi tìm bọn sĩ trong nhiều chuyện đó. Ta không thể chờ cho tới lúc thấy bọn chúng im lặng hoàn toàn được. Dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân là tiếng hót của loài chim tưng bừng và khi cả thế giới hương rắc rưởi. Tuy rất tiếc nhưng ta phải nói rằng đó sẽ là những lời cuối cùng của ngươi. Thậm chí ngươi còn không thể kêu cứu. Nè, coi chừng chớ. Bực mình thiệt đó, tên xì chung Tí Hon đó đã thoát rồi. Nếu các cậu hỏi mình thì mình sẽ nói. Ủa, có chuyện gì vậy hả Tí Thi Sĩ, cậu sao vậy? Nhưng mà chuyện gì mới được? Có gì xì trâm ở trong cổ cậu sao? Nè, để mình giúp cậu. Đã tốt hơn chưa bạn Hiền? Cậu ấy xì trâm gì vậy? Mình nghĩ cậu ấy định nói với chúng ta điều gì đó. Mèo Ara! Lão gà mơn! Xì trâm nè Tí Cận à, chỉ một cách duy nhất để phá giải lời nguyền mà thôi. À, xin chào anh bạn nhỏ. Sao nãy giờ không thấy cậu hót nữa vậy? Ô hô xì trâm, ta chưa từng thấy một con cúc cu mà không thể cúc cu bao giờ hết. Tí Du ơi, Tí Du ơi, lão gà mơn đã làm gì đó với giọng nói của Tí Thị Sĩ rồi. Chắc là một loại thần chú nào đó. Mở miệng ra coi. Lão gà mên sao? Hình như lão ta cũng xì trung điều gì đó với cúc cu rồi. Tội nghiệp nó quá. Tí thi sĩ, ta sẽ xì trung thuốc giải cho con. Nhưng mà trước hết ta phải xì trung coi lão gà mên đã xì trung thần chú gì mới được. Ôi Tí Du ơi, làm cách nào Tí thi sĩ có thể đọc bài thơ này trong lễ hội mùa xuân giật tối nay đây? Đừng quá lo lắng các Tí của ta. Ta biết một người có thể giúp Tí Thị Sĩ nói mà không cần mở miệng. Bạn tốt của ta, Laconia, một tiên rừng. Nói mà không cần mở miệng sao? Chuyện đó là không thể nào. Không đâu các Tí. Rồi các Tí sớm biết được chuyện đó có thể hay không. Hãy mang lá thư này cho Laconia ở trong khu rừng tiên. Nói mà không dùng miệng sao? Mình nhất định phải coi thử mới được.
Qua đi chơi nè. Vậy là mình nói, ông nghĩ tôi là ai kia chứ? Ông tưởng tôi chỉ là một điểm đẹp trên mặt đất thôi sao? Vậy là được rồi Tí Điệu à. Cậu đã nói rồi mà. Tí Điệu ơi, cậu thật là tội nghiệp Tí Thi Sĩ. Chắc cậu ấy cảm thấy lẻ loi lắm. Laconia tới rồi. Xin chào Laconia. Thật vui chị thấy cô tới đây thăm chúng tôi. Xì Trâm ơi, cô đúng là tiên rừng đẹp nhất mà tôi từng thấy á. Sao cô ấy không nói gì hết vậy Tí Vua? Là bởi vì Laconia bị câm cắt Tí à. Cô ấy không thể nói chuyện bằng miệng. Nhưng cô ấy có một cách rất đặc biệt để nói chuyện với bạn bè và để mọi người nói chuyện với cô ấy. Đó gọi là ngôn ngữ hình thể. Với ngôn ngữ hình thể này, một sĩ trung không thể nói hoặc nghe cũng sẽ không cảm thấy bị lẻ loi trong khi trò chuyện. Những lời nói hay có thể sĩ trung bằng miệng thì cũng trở nên đẹp đẽ khi sĩ trung bằng hình thể. Gì cũng được sao? Vậy thì cô hãy diễn tả con bướm đi. Vậy con chim thì diễn tả như thế nào? Còn con mèo thì sao? Chẳng hạn giống như là con mèo Ara xấu xí á. Tuyệt vời, đúng là nhìn giống mèo Ara xấu xí thiệt. Các tí, những từ như chim hay mèo thì quá dễ rồi còn gì. Nhưng còn từ quan trọng nhất trên vũ trụ này thì các cậu lại quên mất tiêu rồi. Xì trâm. Đối với một vài từ, phải suy nghĩ ra dấu hiệu mới có thể diễn tả được. Laconia, đó đúng là một cách diễn tả xì trâm thật hoàn hảo. Và cô ấy cũng có thể diễn tả tên của các xì trâm. Chỉ cần dùng dấu hiệu đặc biệt để diễn tả tính cách của từng xì trâm khác nhau là được. Như diễn tả Tí Đô chẳng hạn. Tuyệt, đó chính là một diễn tả hay cho tên của con đó. Tôi cá là cô phải mất một thời gian khá lâu mới có thể diễn tả được tên của tôi á. Laconia nói là chuyện đó dễ thôi. Đúng rồi, đó chính là tôi đó. Tí thăm ăn nè. Mình ghét hỏi lắm. Nhưng cô diễn tả bé Tí Xì Trâm bằng cách nào? À phải rồi, đã tới lúc chúng ta diễn tả bài thơ của Tí Thi Sĩ cho lễ hội mùa xuân tối nay. Đi nào, đi tìm nơi nào yên tĩnh. Con hãy nhớ điều này, con hoàn toàn có thể xì trâm bài thơ bằng ngôn ngữ hình thể tốt như cách con nói vậy. Nào, cho ta tham gia được không lũ xì trâm. Bắt được rồi. Nào, chúng ta có gì đây? Bạn bè của xì trâm sao? Thật là tuyệt vời. Vậy ngươi hãy chỉ cho ta đường tới làng của chúng. Không nói được sao? Không sao hết, ta có nhiều cách để làm cho ngươi nói lắm. Nhiều lắm, nhiều cách lắm. Tội nghiệp là Laconia, chúng ta phải cứu cô ấy thôi. Nếu bây giờ chúng ta muốn giải thoát cho Laconia, chúng ta phải xì trung cách vượt qua con mèo xấu xa Ara đó. Đúng là một chú chim dũng cảm. Nhanh lên Tí Thi Sĩ, đi nào. Nào. Với bản tính của một phù thủy hiền lành tốt bụng và giàu lòng thương người, ta lão gà mên sẽ cho người thấy khả năng nói là như thế nào. Và theo như những gì mà ta biết thì chắc chắn là ngươi sẽ phải trả ơn bằng cách nói cho ta biết đường tới ngôi làng của lũ xì trung kia. Như vậy là công bằng mà, đúng không? Và bây giờ ta sẽ giúp ngươi nói. Ta chắc chắn là ngươi sẽ đồng ý ngay thôi, người bạn nhỏ im lặng của ta. Để cho thú có hiệu nghiệm thì ta phải đọc câu thần chú này to lên mới được. Cơ hội đây rồi. Môi của phù thủy, lưỡi của gà, và một chút cái quái gì ta sẽ bắt bọn tí hôn các ngươi. Bây giờ ngươi đã biết cảm giác không nói được là như thế nào chưa lão gà bên? Dừng lại. Nếu bây giờ ngươi làm hại bọn ta thì ta sẽ không có ai đọc thần chú để cứu ngươi nữa đâu. Và ngươi sẽ không bao giờ nói được nữa.
Ả là Kunyara, và ta sẽ đọc thần chiêu để cứu người. Tốt. Nào mọi người hãy tập trung lại. Cả cậu nữa của cô, môi của phù thủy, lưỡi của gà, hãy làm cho tiếng thi sĩ mở miệng ra. Mình thành công rồi. Nào chim cuckoo, hãy hát đi. Môi của phù thủy, lưỡi của gà, hãy làm cho phù thủy mở miệng ra. Và bây giờ hãy trả giọng nói cho là khôn nha. Mèo hả? Ở đâu? Ở đâu? À, thôi không, vậy là từ bây giờ là cô nha không bao giờ nói lại được nữa. Nhưng ta thật có. Và bây giờ đã tới lúc nên dùng câu nói ưa thích của ta. Bắt chúng đi Ara. Lâu này nhanh lên. Lần này các ngươi không thoát được đâu. Và rồi sau đó ta sẽ đứng nhìn các ngươi không nói thêm được một lời nào nữa trong suốt quãng đời còn lại của các ngươi. Bây giờ bắt các ngươi dễ dàng như việc. Ngã xuống nước thôi mà. Nếu muốn một cô ngã thật hoành tráng thì cứ việc nhờ lão gà mơ. Laconia, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tôi chỉ mong chúng ta có thể giữ được công thức giúp cô ấy nói trở lại. Chúng tôi thực sự rất tiếc Laconia. Laconia nói chuyện đó không quan trọng, vì bây giờ cô ấy đang hài lòng với hiện tại. Quang hô tiên thi sĩ. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đọc bài thơ mình sáng tác cho mùa xuân bằng cả ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ miệng. Tí thi sĩ à, cậu đâu cần dùng ngôn ngữ hình thể nữa, cậu có thể nói rồi mà. Mình biết, nhưng mình cảm thấy gì trong bằng ngôn ngữ hình thể thật là tuyệt. Dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân là bài hát từ các loài chim. Khi cả thế giới mở ra một sự khởi đầu mới, nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả được một nụ cười, có thể nói được gì với một xì trâm. Đó là bài hát từ trái tim. Laconia ơi, nói xì trâm bạn bằng ngôn ngữ hình thể là sao? Vậy thì tôi cũng xì trâm bạn.